Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính chúc quý vị và các bạn một buổi sáng thư thái và bình an, một ngày mới làm việc đầy hiệu quả và thành công. Thưa quý vị và các bạn, do các hình thế gây mưa vẫn còn tồn tại, nên khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ tiếp tục sẽ có mưa rào và mưa rông, cục bộ có mưa to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 15-30mm, có nơi trên 60mm. Trong mưa rông cần phải đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc tố và gió giật mạnh. Còn với các khu vực khác ở Bắc Bộ, trời lại có nắng từ sớm, với nền nhiệt độ cao nhất là từ 34-36 độ. Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ còn xuất hiện nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ chạm ngưỡng 37 độ, có nơi cao hơn. Với khu vực Trung Bộ, do ảnh hưởng bởi vùng áp thấp nóng phía Tây, nên tại đây tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng. Suốt dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Ninh Thuận sẽ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Do nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm giảm thấp chỉ từ 45-55%, nên người dân cần chú ý đề phòng với nguy cơ xảy ra hỏa hoạn và cháy rừng. Cảnh báo nắng nóng sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình sẽ là tác nhân gây nên những cơn mưa rào và mưa rông về chiều và tối. Tại khu vực của Tây Nguyên và Nam Bộ, cục bộ sẽ có những điểm mưa vừa mưa to. Trong mưa rông cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc sét và gió giật mạnh. Mưa sẽ tập trung chủ yếu vào khoảng thời gian chiều và tối, còn vào ban ngày trời có nắng gián đoạn. Nhiệt độ ban trưa có thể đạt ngưỡng 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Tại khu vực Nam Bộ trong khoảng từ 29-32 độ. Và phần tiếp theo của bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực tỉnh thành trên cả nước trong hôm nay sang đến ngày mai. Thưa quý vị, thời tiết các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ trong ngày hôm nay, 3 ngày toàn khu vực của Bắc Bộ phổ biến trời sẽ có nhiều mây và nắng gián đoạn. Riêng khu vực đồng bằng trời có nắng, mưa nhỏ và mưa rào có thể xuất hiện một vài nơi vào sáng sớm. Tại một số khu vực vùng núi như là của Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, phía Bắc của Sơn La. Về buổi chiều và chiều tối, mưa nhỏ, mưa rào và mưa rông cũng có thể xuất hiện rải rác tại một số khu vực của Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hà Nội và một số khu vực của Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, cục bộ có nơi có thể xuất hiện mưa to. Người dân cần chú ý đề phòng với lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn dông. Các khu vực của Yên Bái, Phú Thọ, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình trong ngày hôm nay phổ biến tạnh giáo, ít mưa, trời nắng, mưa có thể xuất hiện một vài nơi về chiều tối. Tuy nhiên thì lượng mưa và thời gian diễn ra mưa ngắn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 32-35 độ. Riêng khu vực đồng bằng và khu vực của Phú Thọ, Hòa Bình sẽ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với mức nhiệt trong khoảng từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Gió nhẹ ở mức cấp 2, trong mưa dông cần đề phòng với gió giật cấp 3-4. Xuống đến thời tiết khu vực Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế trong ngày hôm nay, ba ngày toàn khu vực của Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Thời tiết phổ biến tạnh giáo và không mưa, trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Về chiều tối, một vài nơi của Thừa Thiên Huế và khu vực vùng núi của phía Tây Thanh Hóa có thể xuất hiện những cơn mưa nhỏ và mưa rào. Cục bộ người dân cần chú ý đề phòng với lốc sét và mưa đá, gió giật mạnh đi kèm trong cơn dông. Tuy nhiên thì mưa sẽ chỉ xuất hiện trên diện hẹp và trong thời gian ngắn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 37-39 độ, cục bộ có nơi nắng nóng xấp xỉ 40 độ, gió Tây Nam ở mức cấp 2-3, độ ẩm thấp nhất về trưa chiều trong khoảng từ 45-55%. Người dân cần đề phòng với nguy cơ xảy ra hỏa hoạn và cháy rừng. Đến tối và đêm nay, toàn khu vực của Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, thời tiết phổ biến tạnh giáo và không mưa, trời ít mây. Nhiệt độ thấp nhất về đêm trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 28-31 độ. Số đến thời tiết khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận trong ngày hôm nay, 3 ngày toàn khu vực của Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Thời tiết phổ biến tạnh giáo và không mưa, trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Về chiều tối, một vài nơi của Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận có khả năng xuất hiện những cơn mưa nhỏ và mưa rào nhẹ. Tuy nhiên, mưa sẽ chủ yếu xuất hiện trên diện hẹp trong thời gian ngắn, với lượng mưa ít. Người dân cần phải chú ý đề phòng với lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể đi kèm trong cơn dông. Mưa nhỏ cũng có thể xuất hiện ở diện thoáng qua một vài nơi về chiều tối tại một số khu vực của Phú Yên, phía Bắc của Bình Định và một vài nơi phía Tây của Quảng Nam, Quảng Ngãi. Tuy nhiên lượng mưa là rất ít. Nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 36-39 độ.
một số khu vực của Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên 39 độ. Độ ẩm thấp nhất về trưa chiều trong khoảng từ 50 đến 60%. Gió Tây Nam ở mức cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông cần đề phòng với gió giật cấp 4, cấp 5. Đến tối và đêm, toàn khu vực của Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Thời tiết phổ biến tạnh giáo, không mưa, trời ít mây. Nhiệt độ thấp nhất về đêm cho toàn khu vực dao động trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Chuyển sang thời tiết khu vực Tây Nguyên. Trong ngày hôm nay, ban ngày toàn khu vực của Tây Nguyên thời tiết phổ biến sẽ tạnh giáo và không mưa, trời nắng. Về buổi chiều và chiều tối, mưa nhỏ, mưa dông có thể chuyển rải rác một vài nơi ở tại một số khu vực của Đắk Nông và Lâm Đồng. Cục bộ khu vực phía Nam của Đắk Nông, Lâm Đồng còn có thể mưa vừa, mưa to. Người dân cần chú ý đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh đi kèm trong cơn dông, cũng như là ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp. Mưa nhỏ, mưa rào có thể xuất hiện một vài nơi về chiều tối tại một số khu vực của Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk. Tuy nhiên thì mưa sẽ chủ yếu xuất hiện trên diện hẹp trong thời gian ngắn với lượng mưa ít. Nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Một số các khu vực vùng núi cao như tại Đà Lạt, nhiệt độ ở mức thấp hơn trong khoảng từ 24 đến 26 độ. Gió Tây Nam ở mức cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông cần đề phòng với gió giật cấp 4, cấp 5. Đến tối và đêm, toàn khu vực của Tây Nguyên phổ biến trời sẽ có nhiều mây, mưa nhỏ, mưa rào có thể ở diện rải rác một vài nơi. Khu vực phía Nam của Đắk Nông và Lâm Đồng và khu vực phía Tây của Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk. Mưa sẽ tập trung vào buổi tối và có xu hướng giảm dần về đêm. Người dân vẫn cần phải chú ý đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh đi kèm trong cơn dông. Các khu vực còn lại của Tây Nguyên trong tối và đêm nay phổ biến tạnh giáo ít mưa, nhiệt độ thấp nhất về đêm trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 21 đến 24 độ. Các khu vực vùng núi cao có nơi dưới 20 độ. Xuống đến thời tiết của khu vực Nam Bộ, trong ngày hôm nay, ban ngày toàn khu vực của Nam Bộ thời tiết phổ biến tạnh giáo và không mưa. Đến buổi chiều và chiều tối, mưa nhỏ mưa rào sẽ xuyên rải rác tại các khu vực của Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu. Cục bộ có nhiều điểm mưa vừa mưa to, có nơi còn có thể mưa rất to. Người dân cần chú ý đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh đi kèm trong cơn dông, cũng như là ngập úng cục bộ tại các khu đô thị. Các khu vực trũng thấp, nhiệt độ cao nhất trong ngày trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 32 cho đến 35 độ. Gió Tây Nam ở mức cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông cần đề phòng với gió giật cấp 4, cấp 5. Đến tối và đêm nay, toàn khu vực của Nam Bộ bao gồm cả hai khu vực miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ cũng như các tỉnh thành còn lại. Thời tiết phổ biến tạnh giáo, không mưa, trời ít mây. Mưa nhỏ, mưa rào có thể xuất hiện ở diện rải rác một vài nơi vào buổi tối tại một số khu vực của Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và một vài nơi của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thì thời gian diễn ra mưa ngắn, cục bộ một số khu vực của Bình Phước vẫn có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất về đêm trên toàn khu vực dao động trong khoảng từ 25 đến 28 độ. Thưa quý vị, đến đây bản tin dự báo thời tiết xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo của kênh.